Trung tâm Y tế Quyền Tân Hưng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng tiểu thương khu vực chợ, chợ Tân Hưng. Ngày 29 tháng 6, năm 2021, Trung tâm Y tế Quyền Tân Hưng tổ chức xét nghiệm sàng lọc miễn phí cho người dân khu vực chợ, chợ Tân Hưng. Các đối tượng xét nghiệm sàng lọc miễn phí lần này đủ các ngành nghề, các người bán vé số và người dân đi chợ. Mục đích của xét nghiệm lần này là phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, nếu có, để kịp thời triển khai các biện pháp khoanh dùng, truy chết, xử lý ổ dịch, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đồng thời hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng chống lây nhiễm các bệnh lây qua đường hô hấp nói chung, bệnh SARS-CoV-2 nói riêng.